Chào các bạn, thì ở các clip trước công ty Vingroup Việt chúng tôi đã giới thiệu với các bạn rất là nhiều các loại thiết bị phun sơn rồi. Thì hôm nay công ty Vingroup Việt chúng tôi xin giới thiệu với các bạn về cái dòng súng phun sơn RC gạch 4 400ml ren 3/8 của hãng Rona Đài Loan. Thì đây là cái dòng cốc đựng sơn với ren 3/8 được sử dụng trong rất là nhiều các cái súng phun sơn như là W77, rồi chúng ta có thể là trong R775, R77 của Rona. Cũng có thể sử dụng chung với lại cái W77 của hãng Anet Iwata vân vân. Và các cái dòng súng với cái ren 3/8 thì với cái lòng cốc của nó rất là sáng đẹp nhá. Thì tránh bám dính sơn, đó, tránh bám dính sơn. Cái thứ hai nữa là ren của nó sẽ là 3/8, là loại ren lớn. Đó. Ren lớn với ren này là bằng inox nên bởi vậy là khi mà chúng ta vặn á thì nó sẽ không bị gãy. Đó. Và cái độ bền của nó rất là cao. Đó, cốc chắc chắn bằng nhôm chắc chắn. Rất là dày, cốc rất là dày nha các bạn. Thì đây là cái dòng cốc đựng sơn loại tốt, được sử dụng rất là nhiều trong các loại súng. Thì ngoài các cái loại cốc này á, thì hãng Rona còn rất là nhiều các loại cốc ren 1/4 như là RC4S, rồi các loại cốc BC gạch 2 600ml cốc dưới, rồi BC gạch 1 vân vân. Thì trên đây công ty Vingroup Việt chúng tôi đã giới thiệu với các bạn về cái dòng cốc đựng sơn RC gạch 4 của hãng Rona. Để ủng hộ kênh và nhận được các clip mới nhất á, thì quý khách vui lòng like, share, subscribe. Cảm ơn quý khách, chúc quý khách thành công.